Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài 1 và thầy cũng đã làm cho các em ở cái phần bài tập xong rồi trong vòng 4 clip đúng không nào? Tại vì nó khá là dài nên thầy phải chia nhỏ ra để thầy quay, khi chúng ta xem thì nó không đỡ chán không? Trong quá trình học thì chúng ta nhớ giúp thầy click quảng cáo, chia sẻ các bạn và nhớ đăng ký vào kênh của thầy và nhấn vào cái chuông các em nhé. Ok, cảm ơn các em. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 2, đó chính là tích vô hướng của hai vectơ. Như vậy thì chúng ta xem thử là tích của hai vectơ khi chúng ta nhân lại với nhau thì nó bằng một số hay là bằng một cái vectơ nào đó, thì trong clip này thì chúng ta sẽ biết. Trước khi đi vào định nghĩa thì chúng ta hãy nhìn nhìn thầy ở cái hình 2.8 nè. Như vậy thì ở trong cái môn vật lý ấy, chúng ta biết công, lực, công và lực thì chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Thì chúng ta biết là một lực có một lực F nào đó không tác dụng lên một cái điểm O không và làm cho cái vật đó nó di chuyển cái quãng đường là O phẩy này, F này ký hiệu là quãng đường này em này không nào. Như vậy thì công cái công A đó, cái công thì đơn vị chúng ta đã được học ở chương trình vật lý rồi, đó chính là đơn vị, đó chính là joule không nào. Thì nó sẽ bằng tích của cái độ dài lực này này với cái độ dài của quãng đường S nghĩa là O phẩy và nhân với cốt của góc alpha này. Đó, được chưa nào? Đó là trong vật lý. Còn đối với trong toán học, thì cái giá trị A gọi là công đấy các em của biểu thức trên thì được gọi đó chính là tích vô hướng của cái vector S và vector OO phẩy. Đó, tích vô hướng của hai vector là như vậy. Như vậy thì trong toán học của chúng ta đó chính là tích của cái vector F, vector lực này với lại là gì? Với lại là cái quãng đường S, đó chính là cái vector O phẩy. Ok. Rồi, như vậy thì sau khi chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ có cái định nghĩa như sau các em. Tại vì nó đã là định nghĩa thì nó đã có sẵn ở trong sách nên thầy sẽ cho các em sẽ ghi ở trong sách luôn. Chứ nếu như thầy viết thì thầy cũng viết y xì như vậy các em. Các em đã hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, cho hai vector A và vector B đều khác vector 0 nhé. Thì tích vô hướng của vector A và vector B được ký hiệu là đây. Đây game, nhân, đây là phép nhân này game, tích là phép nhân của hai vector A và B được xác định bởi công thức sau rồi em. Đây là người ta ghi như này là gì? Độ dài của vector A nhân độ dài của vector B và nhân cho cốt của góc tạo bởi giữa vector A và vector B. Tại vì góc tạo bởi giữa hai vector này thì chúng ta được học ở bài số 1 rồi. Việc xác định góc của hai vector thì nó chúng ta đã được học ở trong bài số 1 rồi. Như vậy thì ở đây các em thấy này, cái độ dài của vector A thì nó luôn luôn lớn hơn không, nghĩa là dương. Độ dài của vector B cũng là dương, nhưng ở đây cốt của góc của hai vector A và B, thì nếu như cốt của góc của vector A và vector B này ra giá trị dương thì cái tích vô hướng này nó sẽ dương. Còn nếu như cốt của góc của vector A và vector B nếu như nó ra một cái giá trị âm thì cái tích vô hướng này nó cũng sẽ mang giá trị âm. Các em có hiểu không nào? Đó. Còn ở đây chúng ta cũng chú ý là gì? Như vậy thì ở đây cái trường hợp này là các em lưu ý trường hợp này giùm thầy nhé. Cái trường hợp nếu như mà chúng ta có hoặc là vector A này nó bằng vector 0 hoặc vector B bằng vector 0 thì cái tích giữa vector A và vector B thì nó cũng bằng vector 0. Nó bằng 0 luôn nghe. Nó bằng 0 luôn nhé. Bỏ vector đi. Ok. Được chưa nào? Đó. Và chúng ta có một số cái chú ý như sau nghe. Chú ý này thầy nghĩ nó rất là quan trọng nên chúng ta cần phải nắm giùm thầy và ghi vào trong vở nhé. Ok. Như vậy thì ở đây các em thấy là vector A và vector B khác vector 0. Thì nếu như ở đây chúng ta có này, đây, nó không giống như là công thức nha các em nhé. Nếu như chúng ta đã tính được cái vector A mà nhân vector B mà bằng số 0 này thì chúng ta tương ứng là hai vector này nó sẽ vuông góc với nhau. Nghĩa là cái góc tạo bởi đây là bằng bao nhiêu độ các em? Là 90 độ. 90 độ các em hiểu không nào? Hai vector này vuông góc với nhau thì cái góc tạo bởi giữa hai cái vector này là sẽ bằng là gì? Là 90 độ. Được chưa? Ok. Đó. Còn khi vector A mà bằng vector B thì tích vô hướng của vector A thì nhân vector A và được ký hiệu ở đây là gì?
mũ 2 này các em, bình phương. Và cái số này được gọi là bình phương này. Bình phương vô hướng của vector A. Bình phương vô hướng của vector A, các em lưu ý nhé. Đó. Và ở đây chúng ta có này. A bình phương, A bình phương. Tại vì cos của không độ, cos của không độ thì bằng 1. Như vậy thì ở đây chúng ta có độ dài của vector A nhân độ dài vector B thì nó sẽ bằng là gì? Bình phương độ dài vô hướng của vector A. Ok, được chưa nào? Đó. Được chưa? Chúng ta hiểu không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo nhé. Còn cái phần ví dụ ở trong sách thì người ta làm rất là rõ ràng rồi. Nên là chúng ta tự xem nghe nhé. Cái phần này rất là dễ hiểu. Cái chỗ mà cho tam giác đều nghe. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần tính chất nha các em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2. Các tính chất của tích vô hướng các em. Thì các cái tính chất của tích vô hướng này nó cũng giống như các cái tính chất của cái phép nhân với lại phép cộng mà chúng ta được học rồi. Hiểu nè. Như vậy thì ở đây người ta đã chứng minh được cái tính chất này rồi nên chúng ta chỉ việc sử dụng nó để đi vào làm phần bài tập thôi các em nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, cái phần này các em sẽ ghi vào trong vở giúp thầy nha. Với ba vector A, B, C bất kỳ và một cái số K nào đó thì chúng ta có này các em này. Đầu tiên chúng ta tính chất giao hoán thì chúng ta thấy là vector A nhân vector B thì nó sẽ bằng là vector B nhân vector A. Ok. Tính chất phân phối này các em thì các em cứ nhân vô y xì như vậy chứ không chẳng khác gì cả. Đối với có một số K nào đó thì các em thấy nè, thì ở đây các em nhân vào cho K ra ở ngay chỗ đây cũng là thể hiện phép nhân này, ngay đây cũng thể hiện phép nhân này. Ok, thì cái này chúng ta đã biết rồi, trong cái phần toán số chúng ta cũng đã biết ha. Còn đối với gì, nếu như mà bình phương vô hướng của vector A, bình phương vô hướng vector A thì nó lớn bằng không ha nè. Thì ở đây chúng ta có là gì các em, thì chúng ta có ở đây là bình phương vô hướng của vector A thì tương đương ở đây là gì? Vector A sẽ bằng vector 0. Ok. Nếu như ở đây mà nó bằng 0 á, nó bằng 0 rồi thì cái bình phương này, các em hình dung này, nói dễ hiểu này em này. Thì bình phương A bình phương thì bằng 0 thì tương đương ở đây là A bằng 0 thì đây đó. Có vector lên thì nó cũng vậy thôi các em. Các em có hiểu không nào? Đó. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng hơn từ cái tính chất của tích vô hướng hai vector chúng ta sẽ suy ra được ở đây em, giống như hàng hình thức em, đây hàng thức thứ nhất, thứ hai và thứ ba chứ cũng chẳng có gì gọi là khác em đó, đại khái là như vậy. Ok, đồng thời nếu nó đã có trong đây rồi thì chúng ta sẽ, thầy không đọc nữa, nó rất là mất thời gian của các em, mà thầy sẽ cung cấp cho các em thêm gọi là cái mở rộng thêm một chút và đồng thời làm cho các em chấm hỏi một luôn. Có được chưa các em nè? Đó, như vậy thì ở đây này chúng ta có là bình phương của vector A thì sẽ bằng ở đây là cũng là gì các em? Bằng là bình phương của vector A ở đây luôn, cái độ dài. Các em hiểu nè. Đó. Còn bây giờ chúng ta làm cái hoạt động một luôn các em nhé. Cho hai vector A và vector B đều khác vector 0. Nghĩa là vector A này, hoạt động 1 này, nó khác vector 0. Vector B cũng khác vector 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vector đó là số dương, là số âm và bằng 0. Số dương thì ở đây chúng ta có này. Nếu như ở đây vector A mà nhân vector B mà ra số dương nghĩa là lớn hơn 0. Cái hiểu nào? Thì chúng ta tương đương cái góc tạo bởi hai vector này là góc gì các em? Đó chính là góc nhọn. Nhớ, góc nhọn thì cốt của nó sẽ ra là số dương. Được chưa? Còn nếu vector A mà nhân vector B mà nhỏ hơn 0, nghĩa là âm, thì cái góc tạo bởi của hai vector, đây là góc tạo bởi hai vector A và vector B, đó chính là góc tù. Có được chưa? Còn nếu như vector A nhân vector B mà bằng 0 thì chúng ta tương đương cái góc tạo bởi giữa vector A và vector B này đã chính là góc vuông. Các em nhớ giùm thầy nha. Ok.
Các em có hiểu không? Hiểu đúng không nào? Đó, rồi. Bây giờ chúng ta đi qua một cái phần nữa gọi là cái công thức hình chiếu các em. Thì ở trong cái phần này chúng ta có một cái phần nữa, đó chính là cái phần công thức về hình chiếu các em nhé. Được chưa nào? Như vậy thì bây giờ thầy cho hai vectơ bất kỳ AB với lại CD, được chưa nào? Gọi E phẩy F lần lượt là hình chiếu vuông góc của CD xuống AB, được chưa nào? Đó, thì khi đó ta có được chưa nào? Khi đó chúng ta có gì? Đó chính là cái tích của vector A AB nhân với vector CD thì nó cũng sẽ bằng là tích của vector AB nhân với vector EF. Đây chính là công thức về hình chiếu, nên chúng ta sẽ bỏ vào túi và viết giùm thầy vào trong vở ở công thức này. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo các em nhé. Ok, được chưa nào? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó chính là phần 3. Biểu thức tọa độ của tích vector các em. Như vậy thì chúng ta đã biết là trên cái mặt phẳng tọa độ, cái mặt phẳng tọa độ thì vector đơn vị, đây là tương ứng với trục gì các em? Trục hoành. Đây là tương ứng với trục tung này, vector đơn vị y và vector ri ha. Thì cho hai vector A có cái tọa độ là A1, A2, vector B có tọa độ là B1, B2. Khi đó tích vô hướng của vector A và vector B là, như vậy thì ở đây các em sẽ ghi giùm thầy, nó đã là công thức. Các em ghi giùm thầy cái này vào này, với cái này vào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Vector A nhân vector B chúng ta sẽ có là gì? Lấy vector tọa độ hoành độ của vector A nhân cho hoành độ của vector B cộng cộng cho tung độ của vector A nhân cho tung độ của vector B. Các em thấy thế nào? Đó, thì ở dưới phần này người ta đã chứng minh cho các em thấy rồi. Là thầy không đọc nữa, thầy không không phân tích nữa. Được chưa nào? Ok. Chúng ta đi sang phần tiếp theo nhé. Ở đây một cái nhận xét rất là quan trọng các em, cực kỳ quan trọng luôn. Được chưa nào? Nên là chúng ta sẽ ghi cái nhận xét này vào và đồng thời chúng ta cũng sẽ ghi ở chỗ này nè các em này, cho hai cái vector A vector B. Nếu như chúng ta chứng minh nó vuông góc với nhau á, vuông góc với nhau thì chúng ta sẽ ghi lại công thức này. Khi đó cái tích giữa cái tọa độ hoành độ nhân với nhau và cộng cho tung độ mà bằng không thì hai cái vector A và vector B này sẽ vuông góc với nhau. Chúng ta phải dựa vào cái này. Cái này bây giờ thầy sẽ tiến hành vận dụng để chúng ta làm cái hoạt động 2. Thầy vẫn quay cái công thức để thầy hướng dẫn các em vận dụng công thức này. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây cái hoạt động 2 này, cho cái 3 điểm ABC chứng minh rằng vector AB vuông góc vector AC. Như vậy thì đầu tiên chúng ta nên tính vector AB. Thì cái việc tính vector AB thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta sẽ lấy gì? Hoành độ của vector tơ B trừ cho hoành độ của vector A. 1 trừ 2 thì bằng âm 1. Có đúng nào? 2 trừ cho 4. 2 trừ cho 4 thì bằng âm 2. Đó chính là vector AB. Còn vector AC của chúng ta thì bằng gì? Các em sẽ lấy C trừ cho A. Nhưng mà lấy 6 trừ 2 thì bằng 4. 2 mà trừ cho 4 thì bằng âm 2. Các em có hiểu chưa? Như vậy thì để cái vector AB mà vuông góc với vector AC thì ta có được điều gì? Chúng ta sẽ lấy hoành độ cộng tung độ nhân tung độ, nếu hai cái này cộng lại bằng không thì nó sẽ vuông góc ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, vector AB nhân với vector AC sẽ bằng ha.
Thì chúng ta sẽ lấy âm 1 nhân 4 cộng cho gì? Âm 2 nhân cho âm 2. Như vậy thì đây sẽ bằng là âm 4 cộng cho đây âm 2 nhân 2 thì bằng 4. Như vậy kết quả ở đây bằng bằng 0. Nên chúng ta từ đây chúng ta sẽ suy ra vector AB sẽ vuông góc với vector AC. Xong. Ở đây chúng ta bỏ câu này đi. Thầy thấy cái vị nó hơi thừa, chúng ta nên kết luận ở đây này. Được chưa? Ok. Đó, thầy đã hướng dẫn các em cái hoạt động 2 và vận dụng cái công thức đó để chúng ta hiểu thì chúng ta làm bài tập được. Ok. Rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 4 nhé, phần cuối cùng các em nhé. Chúng ta đi sang phần 4 em, đó chính là ứng dụng ha. Như vậy thì thứ nhất, chúng ta nhớ chúng thầy cái độ dài của vector. Độ dài của vector A, một vector A thì được tính theo công thức sau. Nó đã là công thức thì chúng ta phải ghi vào và học thuộc lòng các em ạ. Nó chính là gì? Như vậy khi chúng ta biết được tọa độ của vector A này, đó chính là A1 và A2, thì cái độ dài, các em thấy giống như trị tuyệt đối, các em thấy đây đọc là độ dài của vector A, thì nó sẽ bằng căn bậc 2. Các em sẽ lấy hoành độ bình phương lên và cộng cho tung độ bình phương, và nhớ có căn bậc 2 các em nhé. Ok. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta ghi trong này người ta đã chứng minh rồi, thầy không nói nữa. Được chưa? Tiếp tục góc giữa hai vector các em. Như vậy thì nếu người ta cho vector A có tọa độ là A1, A2, vector B có tọa độ là B1, B2 đều khác vector 0, thì ta có điều gì các em? Như vậy cốt của góc đây này, góc của hai vector A và B thì nó sẽ bằng này tích của tọa độ hai vector, mà tích tọa độ của vector A vector B thì hồi nãy ở trong cái phần định nghĩa chúng ta đã biết cái công thức của nó rồi. Được chưa nào? Và cái công thức này thì cứ lấy hoành độ nhân hoành độ cộng cho tung độ nhân tung độ. Ở đây tích độ dài, cái độ dài của nó thì chúng ta vừa mới học xong ở trên đây. Đó, thì chúng ta sẽ vận dụng ở dưới đây. Như vậy độ dài của vector A thì bằng căn bậc 2 của hoành độ bình phương cộng cho tung độ bình phương. Tương tự như vậy thì gì? Cái độ dài của vector B thì chúng ta cũng lấy căn bậc 2 của hoành độ bình phương và cộng tung độ bình phương. Thì cái công thức này nó đã là công thức thì chúng ta nên bỏ túi và học ngay, chứ không bao giờ mà chúng ta giỏi được. Chúng ta phải thuộc tất cả các cái công thức kem. Kem hiểu chưa nào? Ok. Đó. Được chưa? Còn ở đây cái phần ví dụ thì nói cái em nó cực kỳ dễ hiểu. Chúng ta chỉ việc vận dụng công thức này xuống đây là chúng ta tính toán ra thôi. Ok. Nha. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần C nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần cuối cùng ở trong cái bài này các em. Đó chính là cái khoảng cách giữa hai điểm. Thầy nói các em khi mà nó đã có công thức rồi á, thì cái việc tính toán và việc làm bài tập thầy nghĩ nó rất là đơn giản các em ạ. Nó rất là dễ hướng dẫn các em làm thực hiện. Có đúng chưa nào? Như vậy thì cái khoảng cách giữa hai điểm A và B khi chúng ta biết được cái tọa độ của nó thì được tính bởi công thức sau. Đây, lại bỏ túi và chúng ta phải học ngay. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng căn bậc 2. Chúng ta sẽ lấy là gì? Hoành độ của B trừ cho hoành độ của A, và chúng ta nhớ bình phương lên nhé. Và bên đây cũng vậy, tung độ trừ tung độ và bình phương lên. Ok, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta có công thức rồi, người ta đã chứng minh ở đây rồi, thì chúng ta chỉ việc áp dụng và chúng ta chỉ việc đọc ví dụ ở đây, đó là sẽ vận dụng được thôi. Chúng ta hiểu không? Rồi, ok, được chưa? Còn không ấy, ví dụ như ở đây các em thấy cho hai điểm MN, chúng ta không thích sử dụng công thức này thì các em đầu tiên chúng ta sẽ tính vector MN. Sau đó để tính độ dài vector này thì chúng ta sẽ bình phương lên và căn bậc 2 thì ra được căn bậc 2 của 10. Cái phần nào nó cũng vậy thôi các em ạ. Được chưa? Ok. Rồi. Clip hôm nay tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip ở phần sửa bài tập các em nhé. Xin chào các em.